Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung cuối cùng trong phần BOM, đó là JavaScript Cookie. Cookie ở đây chúng ta hiểu là một dạng bản ghi, nó được tạo ra và lưu lại trên trình duyệt của người dùng khi họ truy cập vào một website nào đó. Đối với người dùng, cookie sẽ làm cho website trở nên tiện lợi hơn, bởi vì họ có thể truy cập vào website nhanh hơn mà không phải nhập lại những thông tin nhiều lần. Ví dụ đối với những khách hàng họ truy cập vào website của chúng ta, có những biểu mẫu hoặc có những phần form mà yêu cầu khách hàng họ phải nhập vào. Nếu ở đây chúng ta kết hợp với JavaScript cookie thì những vấn đề nhập liệu này sẽ giảm bớt cho người sử dụng. Chúng ta sẽ đi đến phần slide kế tiếp. Ở đây các bạn thấy tôi liệt kê một số trường hợp mà chúng ta có thể sử dụng cookie. Đối với các trang web thương mại điện tử, sử dụng cookie để ghi nhớ các thông tin khách hàng để họ không cần nhập lại những thông tin nhiều lần khi tiến hành đặt hàng. Lưu thông tin ngày gần đây nhất mà người dùng họ truy cập vào website. Cũng có thể sử dụng cookie để thống kê số người truy cập trên website. Tiếp tục thì chúng ta sẽ tìm hiểu các thành phần của cookie. Đầu tiên đó là thành phần expire, nó sẽ xác định thời điểm cookie sẽ bị hết hiệu lực trên trình duyệt. Thành phần thứ hai đó là thành phần domain, xác định tên miền sẽ được sử dụng để gửi cookie đi. Path, đường dẫn hoặc thư mục trên trang web đã thiết lập cookie. Schedule sẽ thiết lập giá trị bên trong cookie. Nếu giá trị này thiết lập thì thông tin được gửi đi nó sẽ được mã hóa. Và cuối cùng đó là thuộc tính name, nó sẽ giúp để chúng ta đặt tên cho cookie và phân biệt giữa các cookie khác nhau. Đó là một số phần lý thuyết về cookie. Bây giờ chúng ta sẽ vào Remover để chúng ta tìm hiểu cách sử dụng JavaScript cookie là như thế nào. Tôi vào Remover. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra một folder nữa, đó là folder 06, và chúng ta sẽ thao tác với cookie. Tôi sẽ vào phần location, chúng ta sẽ copy một ví dụ nào đó qua phần cookie. Ở đây vẫn là example 01, tôi xóa đi các phần rip này. Bây giờ tôi sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn các cách để chúng ta có thể là lưu, xóa và đọc cookie trong JavaScript. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành đó là lưu cookie. Tôi sẽ tạo ra một ô input trong phần body này. Type của chúng ta tạm thời sẽ là test. Chúng ta đặt cho nó phần name, ví dụ full name, và ID. ID tôi đặt cũng là full name. Đóng thẻ input lại. Bây giờ tôi muốn là người dùng họ nhập giá trị full name vào ô input này, và chúng ta có một button. Khi click vào button đó thì giá trị full name sẽ được lưu vào cookie. Tôi tiếp tục copy phần input này. Chúng ta xuống dòng. Ở đây phần type sẽ đổi thành là button. Name của chúng ta, đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành đó là set cookie. Và phần ID chúng ta không cần thiết, tôi sẽ bỏ nó đi. Ở đây không còn là phần name mà là phần value. Và cuối cùng cho sự kiện onLet, chúng ta sẽ gọi hàm set cookie. Ở đây sẽ là set cookie. Các bạn thấy như vậy, phía trên này chúng ta sẽ định nghĩa hàm set cookie, function set cookie. Đầu tiên tôi sẽ thử alert một giá trị nào đó ra. Alert 123 chẳng hạn. Và chúng ta review ví dụ 01 này. Các bạn thấy tôi đã tạo ra được một ô input và một ô button có giá trị là set cookie. Tôi click vào set cookie, nó hiện lên 123, chứng tỏ là chúng ta đã gọi thành công vào hàm set cookie. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lấy giá trị mà người dùng họ nhập vào. Như vậy đây tôi sẽ gán một biến va full name bằng document.getElementById, và ID của chúng ta cần lấy đó là full name. Ô input chúng ta muốn lấy giá trị của nó thì chúng ta sẽ tiếp tục .value. Như vậy chúng ta đã lấy được giá trị full name. Bây giờ chúng ta sẽ lưu giá trị full name này vào cookie. Trước khi lưu thì chúng ta phải cần kiểm tra nếu như full name của chúng ta khác rỗng, tất nhiên là người dùng họ có nhập vào giá trị. Ở đây sẽ là khác bằng rỗng, thì chúng ta mới tiến hành lưu vào cookie. Ngược lại thì chúng ta sẽ hiển thị một câu thông báo nào đó. Else, tôi sẽ alert phần thông báo của chúng ta. Ví dụ dữ liệu không được rỗng chẳng hạn.
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lưu cookie. Để lưu cookie thì chúng ta sẽ đơn giản như sau: document.cookie. Để làm việc với cookie thì chúng ta sẽ gọi đối tượng document.cookie bằng. Ở đây đầu tiên tôi sẽ đưa vào phần name, tên của phần cookie tôi muốn lưu, full name bằng. Chúng ta sẽ nói với chuỗi đó là full name. Đơn giản như thế này. Và chúng ta sẽ alert ra một câu thông báo. Ví dụ như là cookie đã được ghi thành công. Sau đó chúng ta sẽ thử refresh lại. Ví dụ 01 này. Tôi refresh. Tôi nhấn set cookie. Các bạn thấy là dữ liệu không được rỗng. Tôi sẽ nhập vào giá trị. Ví dụ như là tôi nhập vào Nguyễn Văn Nga. Tôi nhấn set cookie. Thì các bạn thấy cookie đã được ghi thành công. Ở trong trình duyệt, nếu chúng ta muốn xem cookie thì chúng ta sẽ vào những phần như sau. Ở đây tôi sẽ thao tác với trình duyệt Chrome. Tôi vào phần menu, tiếp tục vào phần setting. Ở đây chúng ta có thể tìm kiếm đó là cookie. Các bạn thấy chúng ta vào content setting. Và chúng ta muốn phần browser của chúng ta lưu những cookie thì tôi sẽ chép vào thì chọn đó là allow local data to be set, để chúng ta có thể lưu cookie trên trình duyệt. Và bây giờ để xem những phần cookie được lưu thì chúng ta sẽ vào phần content setting, tiếp tục vào phần on cookie and site data. Ở đây các bạn thấy hiện tại là chúng ta chỉ có một cookie trên trang google.com.vn. Chúng ta vừa chạy phần ví dụ của chúng ta, tuy nhiên nó chưa được lưu vào đây. Lý do là vì chúng ta đã chạy ở phần file mà chúng ta không chạy ở phần localhost. Ở đây tôi sẽ điều chỉnh lại. Tôi sẽ chạy từ localhost. Như vậy trước khi chạy localhost thì các bạn phải bật phần SAM lên. Sau đó tôi sẽ nhập lại giá trị của chúng ta. Nguyễn Văn Nga, tôi sẽ nhập giá trị là có dấu luôn. Tôi nhấn set cookie. Cookie đã được ghi thành công. Và tôi refresh lại. Tôi tìm kiếm giá trị là cookie. Sau đó tôi vào phần content setting, vào phần on cookie and site data. Các bạn thấy lúc này localhost của chúng ta có một cookie và tên của nó là full name. Chúng ta có thể click vào để xem chi tiết. Tên của nó là full name, content của nó chứa là Nguyễn Văn Nga, domain là localhost, phần path, vân vân. Và đây là phần expire, tức như là ngày hết hạn của cookie. Nếu mà chúng ta muốn xóa cookie này thì chúng ta nhấn remove ở đây, hoặc là chúng ta sẽ nhấn remove all để xóa tất cả các phần cookie. Một cách nhanh hơn chúng ta xóa cookie là chúng ta sẽ vào phần embed element. Chúng ta sẽ qua phần network, click phải chọn clear browser cookie, đó là chúng ta sẽ xóa cookie của trình duyệt. Như vậy chúng ta đã biết cách lưu cookie. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đọc cookie đó lên. Tôi quay lại phần remover. Chúng ta sẽ tạo ra một bút tông nữa, đó là get cookie chẳng hạn. Ở đây sẽ là get, và ở đây cũng là giá trị get. Như vậy tôi sẽ định nghĩa hàm get cookie. Ở đây tôi ghi chú là lấy giá trị của cookie. Function get cookie. Trước khi lấy giá trị thì chúng ta sẽ phải kiểm tra xem là cookie của chúng ta đã được lưu giá trị nào hay chưa. Nếu chưa có giá trị nào thì chúng ta sẽ hiện lên câu thông báo đó là cookie chưa được thiết lập chẳng hạn. Như vậy ở đây tôi sẽ kiểm tra như sau. Nếu như document.cookie.length, tất nhiên là gọi đến độ dài của cookie. Nếu mà nó lớn hơn không thì chúng ta mới bắt đầu đọc cookie lên. Nếu như nó bé hơn hoặc bằng 0, tất nhiên là không có cookie, thì chúng ta sẽ hiển thị một câu thông báo nào đó. Tôi copy giá trị này. Ở đây ví dụ tôi hiển thị là cookie chưa được thiết lập. Ngược lại nếu cookie đã được thiết lập, tôi sẽ gán một biến, ví dụ như là cookie bằng document.cookie. Sau đó tôi sẽ alert giá trị cookie này ra. Alert cookie. Và chúng ta sẽ gọi hàm get cookie xem là chúng ta sẽ lấy được giá trị cookie hay không. Tôi quay lại phần Chrome. Ở phần example 01 tôi refresh.
nó đã hiện lên chữ là Get Cookie. Tôi click vào button Get Cookie thì các bạn thấy tôi in ra được phần full name, đó là Nguyễn Văn A. Như vậy các bạn thấy chúng ta đã lấy được giá trị cookie lưu trong trình duyệt. Bây giờ tôi sẽ tạo thêm một cookie nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo thêm một cookie nữa. Tôi quay lại phần Remover. Ở đây chúng ta sẽ copy xuống một dòng. Ví dụ ở đây tôi tạo thêm một phần cookie, chúng ta sẽ đặt tên cho nó là first name chẳng hạn. Chúng ta cũng lấy giá trị là full name. Và chúng ta phải nói thêm chuỗi đó là dấu chấm phẩy. Sau đó tôi sẽ refresh lại. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xóa đi tất cả phần cookie. Tôi nhấn get cookie thử thì các bạn thấy là cookie chưa được thiết lập. Bây giờ tôi sẽ nhập vào giá trị là Nguyễn Văn Nga. Tôi nhấn set cookie. Cookie đã được ghi thành công. Bây giờ tôi nhấn get cookie thì các bạn thấy chúng ta in ra được hai cookie hiện tại, đó là full name Nguyễn Văn Nga và first name cũng là Nguyễn Văn Nga. Ở đây chúng ta cần lưu ý một điều, đó là khi chúng ta lưu cookie vào những biến như thế này thì có những ký tự đặc biệt trong cookie đó, như là ký tự khoảng trắng, thì chúng ta sẽ tiến hành đó là mã hóa nó. Và các bạn còn nhớ trong phần đối tượng JavaScript, chúng ta đã học qua đối tượng JavaScript global, nó giúp cho chúng ta mã hóa một chuỗi nào đó và chúng ta sẽ sử dụng nó itcap và chúng ta truyền vào chuỗi mà chúng ta muốn mã hóa. Ở đây là full name. Tương tự như vậy cho phần nội dung ở bên dưới. Sau đó tôi refresh lại. Tôi nhập vào Nguyễn Văn Nga. Tôi nhấn set cookie. Tiếp tục tôi nhấn get cookie thì các bạn thấy hai phần giá trị Nguyễn Văn Nga của chúng ta khi lưu vào cookie nó đã được mã hóa. Bây giờ chúng ta đã lấy được giá trị cookie lên. Tuy nhiên với giá trị cookie như thế này thì chúng ta chưa làm việc được. Chúng ta sẽ tiếp tục xử lý nó như sau. Các bạn thấy đây là biến full name và giá trị của nó là Nguyễn Văn A. Tiếp tục biến first name cũng là Nguyễn Văn A. Và các biến này nó cách nhau bởi dấu chấm phẩy. Như vậy nếu mà chúng ta muốn đọc ra được từng biến thì chúng ta sẽ tiến hành tách chuỗi này ra thành một mảng. Như vậy ở đây tôi sẽ tiến hành như sau. Ở phần lấy cookie, chúng ta sẽ tiến hành tách nó ra. Ở đây ví dụ như là array cookie bằng cookie chấm split. Đây là hàm tách một chuỗi thành một mảng dựa vào những ký tự mà chúng ta truyền vào. Như vậy ở đây ký tự chúng ta truyền vào đó là dấu chấm phẩy. Như vậy chúng ta đã lấy được mảng array cookie. Tôi tiếp tục truy vấn vào mảng này. For và y bằng 0, y sẽ nhỏ hơn hoặc bằng array cookie.len. Tiếp tục y sẽ cộng cộng và chúng ta sẽ in ra như sau. Các bạn thấy như vậy chúng ta đã truy cập vào được giá trị là full name Nguyễn Văn Nga. Khi chúng ta truy cập vào giá trị này, chúng ta lại tách ra hai phần, đó là phần biến và phần giá trị của biến. Phần biến là full name và giá trị của biến là Nguyễn Văn Nga. Như vậy ở đây chúng ta lại tiếp tục tách chuỗi này ra và dựa vào dấu bằng. Tôi tiếp tục tách chuỗi. Ở đây tôi có giá trị là va name bằng array cookie phần tử y. Tiếp tục chúng ta sẽ tách chuỗi. Chúng ta gọi hàm list và chúng ta sẽ cắt theo đó là dấu bằng. Khi cắt giá trị array cookie ra thì chúng ta sẽ được hai phần tử mảng. Như vậy name chính là phần tử thứ 0, ở đây sẽ là 0. Như vậy các bạn thấy chúng ta đã lấy được giá trị name. Tương tự như vậy chúng ta sẽ lấy giá trị là value. Ở đây sẽ là value array cookie y split phần tử 1. Như vậy ở đây tôi sẽ gán một biến nào đó và tem bằng array cookie y chấm list như thế này để chúng ta dễ quan sát phần mã nguồn. Ở đây là tem 0, còn ở dưới này là tem 1. Sau đó chúng ta sẽ thử in phần name và phần value ra alert. Ví dụ ở đây name 2 chấm cộng name, tiếp tục cộng với giá trị gạch value 2 chấm và nối với biến value. Sau đó tôi refresh lại. Tôi nhấn OK và tôi refresh.
tôi nhấn Get Cookie thì các bạn thấy name là full name, value là Nguyễn Văn Nga. Tôi nhấn OK. Tiếp tục name, first name, value là Nguyễn Văn Nga. Khi mà chúng ta mã hóa chuỗi bằng hàm SCAP, chúng ta xuất ra mà chúng ta muốn giải mã nó thì chúng ta sẽ dùng hàm unSCAP. Như vậy tôi copy ở đây, tôi sẽ gọi đến hàm unSCAP của phần tem 1 và chúng ta đưa vào đây, giá trị mở ngoặc và đóng ngoặc. Sau đó tôi refresh lại, tôi nhấn Get Cookie. Các bạn thấy biến đầu tiên là full name, giá trị của nó là Nguyễn Văn Nga. Biến thứ hai là first name và giá trị của nó là Nguyễn Văn Nga. Các bạn thấy chúng ta đã biết cách lưu cookie vào trình duyệt cũng như là đọc giá trị của cookie. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một phần, đó là thiết lập thời gian tồn tại của cookie. Đầu tiên tôi sẽ xóa đi cookie first name và chúng ta sẽ thiết lập cho phần cookie full name. Để thiết lập thêm thời gian tồn tại cho cookie full name, chúng ta sẽ bổ sung thêm giá trị là expire. Ở đây chúng ta sẽ nói thêm chuỗi expire và chúng ta sẽ cho nó bằng một giá trị nào đó. Như vậy ở đây tôi sẽ khai báo một biến thời gian. Ví dụ tôi sẽ sử dụng đó là var now new day. Tôi tạo ra một biến now là một biến kiểu của đối tượng date. Tiếp theo chúng ta sẽ cộng vào cho biến now này một lượng thời gian khoảng là một tháng chẳng hạn. Như vậy đây sẽ là now.settlement. Số tháng chúng ta muốn cộng vào. Ở đây tôi lấy tháng hiện tại now.getment và chúng ta cộng đi cho 1. Như vậy thì chúng ta sẽ được cộng thêm một tháng nữa. Sau đó chúng ta sẽ truyền phần now này cho phần expire. Nối với phần now và chuyển nó sang định dạng là UTC-chin. Sau đó chúng ta sẽ thử refresh lại trình duyệt ROM. Ở đây các bạn lưu ý là chúng ta sẽ bổ sung thêm dấu chấm phẩy. Như vậy ở đây tôi sẽ có thêm dấu chấm phẩy. Và tôi refresh lại với trình duyệt ROM. Chúng ta vào example 01, chúng ta refresh. Tôi nhập vào giá trị Nguyễn Văn Nga. Sau đó chúng ta nhấn vào set cookie. Cookie đã được ghi thành công. Tiếp theo chúng ta nhấn Get Cookie. Thì ở đây các bạn thấy cookie chưa được thiết lập. Khi chúng ta thiết lập phần expire trên phần ROM thì đòi hỏi phần website của chúng ta phải được đưa lên trên host. Nếu không thì phần ROM nó không hiểu những giá trị như thế này. Do đó bây giờ chúng ta sẽ không review với trình duyệt ROM nữa mà chúng ta sẽ chuyển sang review với trình duyệt Firefox. Tôi sẽ copy URL này và chúng ta đưa qua trình duyệt Firefox. Chúng ta sẽ mở một tab mới và chúng ta sẽ đưa phần website của chúng ta vào. Sau đó tôi sẽ nhập vào giá trị là Nguyễn Văn Nga. Chúng ta nhấn Set Cookie. Các bạn thấy cookie đã được ghi thành công. Tôi nhấn Get Cookie. Thì các bạn thấy name của chúng ta là full name, value là Nguyễn Văn Nga. Bây giờ làm sao chúng ta có thể coi được giá trị cookie nó được lưu trong phần Firefox như thế nào? Thì để xem được những giá trị cookie lưu trong trình duyệt Firefox, chúng ta sẽ sử dụng một add-on, đó là View Cookie. Chúng ta sẽ tìm kiếm với từ khóa là View Cookie. Ở đây các bạn sẽ vào trang addon.mozilla.org và chúng ta sẽ tiến hành cài đặt add-on này. Để cài đặt thì chúng ta chỉ việc là click vào icon Add to Firefox thì chúng ta sẽ cài đặt được. Sau khi cài đặt phần View Cookie thì để sử dụng nó, chúng ta sẽ vào Tool, Pay Info và các bạn thấy lúc này nó sẽ có thêm một phần đó là Cookie giúp cho chúng ta xem được các cookie của trang hiện tại. Tôi sẽ quay lại trang web của chúng ta. Tôi sẽ vào phần Tool, Pay Info, Cookie. Thì đây các bạn thấy chúng ta đã có một biến full name. Nó lưu giá trị là Nguyễn Văn Nga thuộc về domain localhost. Và đây là phần bat và đây là phần expire của nó. Các bạn thấy ngày hiện tại của chúng ta là ngày 7 tháng 4. Chúng ta cộng thêm một tháng nữa là 7 tháng 5. Như vậy thời gian hết hạn của cookie này là 7 tháng 5. Bây giờ chúng ta sẽ thử kiểm tra. Nếu ở đây tôi đổi thời gian của chúng ta lại, tôi sẽ thiết lập phần thời gian của chúng ta lại là khoảng tháng 6, ngày 13 tháng 6 chẳng hạn. Tôi nhấn OK. Ở đây chúng ta tiếp tục OK. Tôi refresh và tôi nhấn Get Cookie. Thì ở đây các bạn thấy cookie chưa được thiết lập bởi vì thời gian tồn tại của cookie này đã hết. Nếu chúng ta thiết lập lại thời gian ban đầu, đó là ngày 7 tháng 4. Tôi nhấn OK.
và chúng ta refresh. Sau đó chúng ta nhấn Get Cookie. Thì lúc này các bạn thấy chúng ta nhận được giá trị cookie như bình thường. Như vậy qua ví dụ này chúng ta đã biết cách thiết lập thời gian tồn tại cho một cookie nào đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một ví dụ nữa, đó là chúng ta sẽ tiến hành xóa một cookie. Như vậy để xóa một cookie thì chúng ta thấy là chúng ta cần cho biết là tên của cookie mà chúng ta muốn xóa. Ví dụ tôi xóa cookie full name thì chúng ta sẽ phải viết một hàm delete cookie và truyền giá trị vào là full name. Như vậy ở đây tôi sẽ bổ sung thêm một hàm nữa, đó là delete cookie. Chúng ta ghi là xóa cookie. Tôi copy một dòng input của chúng ta và chúng ta sẽ đặt tên hàm cho nó là delete cookie. Ở đây lúc này sẽ là delete cookie. Và chúng ta sẽ định nghĩa cho function delete cookie như sau. Function, tôi copy tên hàm này, delete cookie. Như vậy đối với hàm delete cookie các bạn thấy chúng ta cần tham số là name. Và ở đây chúng ta sẽ ghi như sau: document.cookie bằng giá trị name cộng, ở đây chúng ta sẽ truyền vào là bằng rộng và chúng ta sẽ truyền vào khoảng thời gian cho nó expire. Khoảng thời gian này chúng ta sẽ truyền đó là vào ngày 1 tháng 1 năm 1970 để cho thời gian của chúng ta quá thời gian hiện tại. Và do đó cookie này nó sẽ bị xóa 00001 và reempt. Sau đó chúng ta sẽ thử gọi hàm delete cookie và chúng ta sẽ truyền vào phần biến mà chúng ta muốn xóa, hay là phần cookie chúng ta muốn xóa đó là full name. Như vậy tôi copy tên của cookie đó là full name, tôi truyền vào cho hàm delete cookie. Sau đó chúng ta refresh lại. Tôi nhấn vào Get Cookie thì các bạn thấy chúng ta nhận được giá trị là full name Nguyễn Văn Nga. Tôi nhấn Delete Cookie. Sau đó tôi nhấn Get Cookie một lần nữa thì các bạn thấy cookie chưa được thiết lập. Như vậy các bạn thấy rằng chúng ta đã thực hiện thao tác là xóa được một cookie đã tồn tại. Các bạn có thể thử kiểm tra, chúng ta vào phần Tool By Info và chúng ta sẽ qua tab Cookie. Thì các bạn thấy ở phần cookie on display này không còn bất kỳ phần cookie nào nữa, chứng tỏ là việc xóa cookie của chúng ta đã thành công. Như vậy qua video này các bạn đã biết cách tạo ra cookie, lấy dữ liệu được lưu trong cookie và tiến hành xóa một cookie nào đó. Video thứ hai chúng ta sẽ tiến hành xây dựng một số hàm. Các hàm như là tạo một cookie, delete cookie và lấy nội dung của một cookie nào đó. Chứ chúng ta không sử dụng những hàm như thế này. Những hàm như thế này chúng ta mục đích là để các bạn hiểu rõ thế nào là cookie trong JavaScript mà thôi.